Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố và Bệnh viện Củ Chi thành nơi chuyên điều trị COVID-19. Sẽ siết chặt quy định phòng chống dịch quanh khu vực công ty Bujen. Đi ngược chiều trên cao tốc, nữ tài xế bị phạt đến 18 triệu đồng. Thưa quý vị, tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã tiến hành phong tỏa tạm thời và khử khuẩn tại hẻm nằm trong khu vực đường Trần Hưng Đạo, Cống Quỳnh, quận 1 do có liên quan đến một ca mắc COVID-19. Qua điều tra dịch tễ ghi nhận có 9 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 3 trường hợp là chồng và con của bệnh nhân đã có kết quả, 2 trường hợp dương tính, dự kiến sẽ lấy mẫu tiếp tục cho khoảng 500 người. Trong khi đó, sau nhiều giờ lốc xe chung cư Bộ Công an phường An Khánh, thành phố Thủ Đức bị phong tỏa, vào tối qua, lực lượng chức năng đã gỡ phong tỏa theo hướng dẫn từ HCDC. Ủy ban Nhân dân phường An Khánh cho biết, ca COVID-19 này đã được xác định mắc trong thời điểm thực hiện cách ly tập trung, không phải tại chung cư. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng được đưa đi cách ly theo quy định. Vì vậy, tạm thời gỡ phong tỏa lốc C và tầng 11 lốc B từ 16:30 chiều qua. Những căn hộ liên quan đến ca F0 đã được đơn vị y tế lấy mẫu xét nghiệm vào chiều cùng ngày và tuân thủ cách ly tại nhà, sẽ không ra ngoài đến hết ngày 22 tháng 6 dưới sự giám sát của ban quản lý chung cư. Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang cũng như xử lý dứt điểm các khu chợ tự phát quanh khu vực công ty Bujen để đảm bảo trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với báo giới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo Ngô Phan Duy Hiệp cho biết sẽ xử lý rốt ráo các khu chợ tự phát quanh công ty Bujen để tránh người tập trung đông đúc. Việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và chợ tự phát sẽ được xử lý dứt điểm, nhất là trong tình hình như hiện nay, để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh. Liên quan đến trường hợp nữ công nhân nhiễm COVID-19 tại công ty Bujen Việt Nam, trong sáng qua, các cơ quan y tế của quận đã khử khuẩn tại nơi làm việc của nữ công nhân này. Do công ty đã thực hiện các tiêu chuẩn an toàn trong phòng chống dịch, bệnh nhân chỉ tiếp xúc trong khu vực làm việc của mình nên không ảnh hưởng đến các khu vực khác. Công ty đã thông báo cho 132 công nhân làm chung dây chuyền với ca nhiễm nghỉ làm và cách ly tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh không bỏ sót người bệnh có yếu tố dịch tễ và yếu tố nguy cơ, đảm bảo vận chuyển người nghi nhiễm COVID-19 an toàn. Đây là văn bản của Sở Y tế thành phố gửi các bệnh viện trên địa bàn yêu cầu bắt buộc xét nghiệm COVID-19 những người có biểu hiện sốt, ho hay đau họng. Ngoài ra, thành phố cũng quyết định chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành Bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong khi đó, Bệnh viện huyện Củ Chi cũng sẵn sàng. Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận điều trị hơn 500 trường hợp người bệnh COVID và dự kiến sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Theo kế hoạch của Sở về việc chủ động ứng phó với tình hình có 5.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ dành 400 giường bệnh để tiếp nhận, điều trị các trường hợp mắc bệnh với 46 giường hồi sức. Bệnh viện cũng cần đề xuất phương án tạm chuyển người bệnh nội trú mắc các bệnh nhiễm khác, trừ người bệnh uốn ván, đến các bệnh viện đa khoa chuyên khoa trong thành phố có khoa nhiễm. Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện huyện Củ Chi khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi công năng thành nơi chuyên điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp với quy mô tối đa 500 giường. Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tờ giấy thông báo giảm 50% tiền thuê phòng trọ. Người gửi là chú Úc, địa chỉ đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ con người với tấm lòng vàng này. Chú Úc trong bức thư là ông Nguyễn Văn Tới, 57 tuổi, hiện đang cùng mọi người trong dãy nhà trọ và nhiều hộ dân khác trong hẻm 352 trên 17/7 đường Bình Quới thực hiện cách ly. Đây không phải là lần đầu tiên gia đình ông giảm giá tiền phòng trọ cho bà con gặp khó khăn vì đại dịch. Gia đình ông còn nấu đồ ăn, phát lương thực cho cả bà con hàng xóm. Chú có 36 phòng trọ. Chú thấy những người này cũng hơi khó khăn nhiều. Trong khi mà trong vòng cách ly 14 ngày này đó, thì người ta không làm được. Thì họ không có thức ăn. Thì họ không có tiền để trả phòng trọ. Gia đình bằng bạc là phải quyết định đang mà giảm cho họ được một khó khăn phần nào thôi. Năm rồi dịch bùng phát, ông cũng quyết định giảm 2 tháng tiền nhà. Thời điểm chưa có dịch bệnh, vợ chồng ông Tới mặc dù tuổi cao nhưng vẫn buôn bán hàng nước giải khát ở chợ Thanh Đa. Mong muốn của gia đình ông cũng như mọi người trong khu cách ly là dịch sớm qua đi để mọi người được đi lại, trẻ em được đến trường. Chuyển sang thông tin khác, mỗi ly cà phê chỉ có 0,2% lượng cà phê được tiêu thụ, còn lại 99,8% sẽ bị thải ra môi trường.
Nhằm hạn chế sự lãng phí cũng như chất thải ra môi trường thì một nhãn hiệu thời trang Made in Việt Nam đã cho ra đời những chiếc áo bằng bã cà phê. Không chỉ tối ưu hóa việc khai thác nguồn nguyên liệu chính, công nghệ sản xuất giải cà phê còn được đánh giá cao thông qua quy trình tiết kiệm năng lượng, sử dụng những quy tắc bền vững và thân thiện với môi trường. Quy trình sản xuất khác biệt khiến sợi cà phê cũng mang những đặc tính riêng. Những phân tử caffeine có tác dụng khử mùi hôi cơ thể sau ngày dài hoạt động. Đồng thời, sản phẩm còn có tác dụng chống tia UV lên tới 98%. Owen cũng muốn chung tay cùng cộng đồng để mà phát triển thời trang xanh, thời trang bền vững và góp phần bảo vệ môi trường sống. Bên cạnh các sản phẩm từ bã cà phê, hiện thương hiệu Việt còn ứng dụng các nguyên liệu giúp giảm thiểu tối đa tác hại đến môi trường như giải sợi tre bamboo, giải sợi nano, giải sợi sen, bạch đà. Đó cũng là xu hướng hiện nay, tìm đến những chất liệu thân thiện với môi trường và không lạm dụng hóa chất. Ngày 8 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật của nước này điều tra về việc tiết lộ hồ sơ thuế của những cá nhân giàu có nhất nước Mỹ đăng trong một bài báo cáo truyền thông gần đây của một tổ chức phi chính phủ. Theo đó, một phần hồ sơ nộp thuế của hàng loạt tỷ phú như Jeff Bezos và Elon Musk đã bị tiết lộ. Tổ chức truyền thông này có tên là ProPublica, có trụ sở tại New York. Trong một báo cáo gần đây, đơn vị này cho biết họ đã thu được một lượng lớn dữ liệu của sở thuế vụ về việc khai thuế của hàng ngàn người giàu nhất nước Mỹ trong hơn 15 năm, nhưng không nêu cụ thể cách họ có thông tin trên. Báo cáo này chỉ ra hàng loạt tỷ phú, trong đó có nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và công ty Tesla là Elon Musk đã không trả một đồng thuế thu nhập liên bang nào trong nhiều năm. Thư ký báo chí Nhà Trắng James Psaki cho biết việc tiết lộ thông tin mật của chính phủ là bất hợp pháp và Mỹ rất nghiêm túc về vấn đề này. Bộ Tài chính Mỹ đang mở một cuộc điều tra về việc tiết lộ thông tin của ProPublica. Bà Psaki sẽ không nêu ý kiến về bất kỳ trường hợp thông tin nào bị tiết lộ. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã tìm cách tăng thuế đối với những người giàu có để trợ giúp chi phí cho cơ sở hạ tầng và các chương trình xã hội. Tiếp theo trong chương trình. Các hành chính linh mục cử hành thánh lễ đông người giữa lúc dịch bệnh. Bắt băng nhóm chuyên trộm két sắt tại Đồng Tháp. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự. Chiều ngày 9 tháng 6, đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 cho biết vừa lập biên bản xử lý một tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Quá trình xác minh, tài xế là một phụ nữ 27 tuổi ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 7 tháng 6, qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc, đội 1 phát hiện một xe ô tô con lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng Hà Nội về Vĩnh Phúc. Khi đến IC4, km 25, tài xế cho xe quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc. Bước đầu, nữ tài xế cho biết đang trên đường về quê, do thiếu quan sát đã đi quá đường nên quay lại, đi ngược chiều 20m trên cao tốc để dòng lại lối ra. Nữ tài xế đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Theo lực lượng chức năng, với lỗi vi phạm này, nữ tài xế sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng và bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày. Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại một đối tượng do chưa đủ tuổi. Những người này đang bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vào lúc 2 giờ ngày 5 tháng 6, Công an thành phố Cao Lãnh và Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 4 đối tượng đang trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Mỹ Phú. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng đã lên 2 xe máy tẩu thoát. Tiến hành truy đuổi, lực lượng làm nhiệm vụ bắt được Võ Minh Tính, Nguyễn Văn Hồng Thắng và Võ Trọng Tính cùng ngụ huyện Lai Vung và Lê Tiến Dũng ngụ thành phố Sa Đéc. Công an thu giữ một két sắt, một laptop, kìm cộng lực, nữ trang, 2 xe máy cùng nhiều tang vật khác. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 6 đối tượng có liên quan ở Sa Đéc. Các đối tượng này khai nhận trong đêm 5 tháng 6 đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản ở huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh. Ngoài ra, trước đó băng nhóm này cũng đã thực hiện trên 20 vụ trộm ở nhiều địa bàn tỉnh Đồng Tháp, chủ yếu là lấy trộm két sắt. Chiều 9 tháng 6, công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đó là Nguyễn Văn Duy, 39 tuổi và Trần Văn Trưởng, 36 tuổi, người địa phương. Trước đó, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Duy đang nhận 4 triệu đồng tiền lãi của người vay tín dụng đen tại khu vực gần phường Tân Đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy, lực lượng công an thu giữ 6 cuốn tập, bên trong ghi nội dung vay mượn tiền, cùng rất nhiều tài liệu như hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy vay tiền. Đặc biệt phát hiện thu giữ 68 thẻ ATM, 40 giấy chứng minh nhân dân. Bước đầu công an xác định được từ năm 2018 đến nay, Duy đã cho 78 người vay 157 lượt, lãi suất từ 108 đến 288%. Tổng số tiền cho vay khoảng hơn 7 tỷ đồng, Duy thu lợi bất chính khoảng 1,7 tỷ. Liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lực lượng công an đã thực hiện bắt khẩn cấp Trần Văn Trưởng. Trưởng là người giúp sức cho Duy tổ chức hoạt động tín dụng đen. Chở động vật chết ngạt, bốc mùi hôi thối, lại còn cho xe khách tông vào chốt kiểm soát COVID-19. Hành vi này khiến tài xế Nguyễn Văn Tuấn, 32 tuổi, ở thành phố Quảng Ngãi, bị khởi tố tội chống người thi hành công vụ. Nhà xe phụ trách cũng bị xử phạt. Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng đưa ra ngày 9 tháng 6. Trước đó, tối 28 tháng 5, tài xế Tuấn đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng chốt kiểm dịch COVID-19 trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hòa Vang. Người này đã cho xe tông vào chốt kiểm dịch, chống đối phun nước bọt vào lực lượng cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu mở thùng xe để kiểm tra. Y cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông không được kiểm tra thùng xe. Trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 156 chó và mèo được chở từ Quảng Ngãi đi Hải Phòng, 106 con đã chết ngạt bốc mùi hôi thối. Trạm kiểm dịch động vật cho tiêu hủy, số còn lại bàn giao cho chủ hàng tại Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng cũng xử phạt nhà xe liên quan 7 triệu đồng về vi phạm vận chuyển động vật không đúng quy định, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển. Cơ quan chức năng huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Linh Mục Phạm Thế Hưng về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Linh Mục này là quản sứ Diệu Thành, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trước đó, vào đêm 6 tháng 6, Linh Mục Phạm Thế Hưng đã tổ chức lễ Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ. Buổi lễ diễn ra từ 19:30 đến 21:00, có khoảng 300 giáo dân dự thành tham gia. Tập trung đông người tại nơi hành lễ, nhưng các giáo dân cũng không thực hiện các biện pháp phòng dịch như giữ khoảng cách. Nhiều người đến nhà thờ mà không đeo khẩu trang y tế phòng dịch. Trước đó, ngày 4 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Linh Mục Bùi Khiêm Cường, quản xứ Kẻ Động, xã Sơn Tiến, về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội phá rừng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Kon Plong đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng cùng 20 đồng phạm với tổng mức án hơn 60 năm tù giam. Theo đó, Nguyễn Văn Hoàng, chủ mưu vụ phá rừng, chịu 9 năm tù, 20 đồng phạm nhận tổng mức án hơn 54 năm tù. Trong đó có một bị cáo bị tuyên 24 tháng tù treo. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kon Plong, vào tháng 7 và 8 năm 2020, do có nhu cầu giờ gỗ, Nguyễn Văn Hoàng, 42 tuổi, trú tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã đề nghị các đồng phạm trên khai thác gỗ trái phép để bán cho mình. Và nhóm này đã khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 495 thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Kon Plong quản lý. Tiểu khu 440 thuộc lâm phần của Ủy ban Nhân dân xã Pờ E cũng chung số phận. Hậu quả là hơn 50 mét khối gỗ tròn thuộc các chủng loại từ nhóm 3 đến nhóm 4 đã bị đốn hạ. Tiếp theo trong chương trình, Thái Lan cho phép tổ chức tư nhân, chính quyền địa phương mua vaccine. Bán đấu giá bản nháp ca khúc Lay Lady Lay của Bob Dylan. Trở lại chương trình, thưa quý vị, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin chính phủ Thái Lan sẽ cho phép các tổ chức tư nhân và cơ quan hành chính địa phương mua vaccine ngừa COVID-19, nhưng chỉ thông qua các kênh của chính phủ. Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 CCSA ngày 9 tháng 6 cho biết các tổ chức tư nhân và cơ quan hành chính địa phương có thể mua vaccine ngừa COVID-19 từ Cục Kiểm soát Dịch bệnh, Viện Vaccine Quốc gia, Tổ chức Dược phẩm Chính phủ, Hiệp hội Chữ thập đỏ Thái Lan, Học viện Hoàng gia Chulalongkorn và các cơ quan chính phủ khác sẽ được công bố sau. Theo CCSA, việc mua vaccine ngừa COVID-19 không thể được thực hiện trực tiếp vì nguồn cung cấp vẫn còn hạn chế và mỗi nhà sản xuất sẽ chỉ thực hiện một hợp đồng cung cấp ở mỗi quốc gia. Thực tế, không phải cơ quan hành chính địa phương nào cũng có thể mua vaccine do hạn chế về ngân sách. Việc mua sắm vaccine cũng sẽ cần có sự phê duyệt của Ủy ban về các bệnh truyền nhiễm cấp tỉnh do các tỉnh trưởng đứng đầu và sau đó là từ CCSA. Pháp và Bỉ tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 9 tháng 6. Nhiều người đã tỏ ra vui mừng vì họ có thể tham gia nhiều hoạt động trong mùa hè này. Tại Pháp,
Các nhà hàng, quán bar, phòng gym và hồ bơi trong nhà có thể hoạt động 50% công suất. Lệnh giới nghiêm cũng được dời lại bắt đầu từ 11 giờ, thay vì 9 giờ như trước. Mọi chuyện đã rất khó khăn với nhiều người từ đợt phong tỏa này đến đợt phong tỏa khác. Nhưng giờ đây, mọi người cuối cùng cũng được vui đùa và thoải mái chia sẻ cảm xúc với nhau. Tuy nhiên, một số người vẫn tỏ ra cẩn trọng. Tôi đã tiêm đủ 2 liều vaccine, cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta vẫn phải cẩn thận, vì một số chuyên gia cho rằng Pháp có thể đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ tư vào mùa tự trường. Người dân thuộc Liên minh châu Âu, EU và một số quốc gia khác như Australia, Israel, Liban và Hàn Quốc có thể du lịch tới Pháp mà không cần xét nghiệm PCR, miễn là họ được tiêm đủ 2 liều vaccine được EU cấp phép. Với người dân đến từ Mỹ và Anh, dù được tiêm đủ 2 liều vaccine, nhưng họ vẫn cần phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính. Tại miền Nam Ấn Độ, nhân viên kiểm lâm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những con voi trong khu bảo tồn hoang dã, đã được xem là một phần trong những biện pháp phòng dịch. Đầu tháng 6 này, người ta phát hiện một con sư tử chết trong một vườn thú ở miền Nam Ấn Độ mang virus SARS-CoV-2. Đó là trường hợp đầu tiên ghi nhận động vật chết vì virus gây viêm phổi cấp. Xét nghiệm tiếp những con sư tử, người ta phát hiện thêm 9 con khác cũng dương tính, trong đó có 2 con đã chuyển bệnh trong tình trạng nguy kịch. Cho nên tại khu bảo tồn thiên nhiên Mudamalai, người ta lấy mẫu dịch ở họng và hậu môn cho 28 con voi rừng, trong đó có 2 con voi con. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm dự kiến sẽ có sau một tuần. Những nhân viên kiểm lâm tại khu bảo tồn cho biết, những con voi này không có triệu chứng, việc xét nghiệm là biện pháp phòng ngừa. Tại bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ, người ta cũng xét nghiệm cho 21 con cọp trong vườn thú, sau khi có một con cọp 10 tuổi chết trong tình trạng sốt cao. Con cọp này có kết quả xét nghiệm nhanh kháng thể âm tính, nhưng giới chức địa phương cho biết họ đang chờ kết quả xét nghiệm real-time PCR để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân. Tối qua, một tòa nhà ở phía nam thành phố Gwangju của Hàn Quốc đã đổ sập, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng. Tòa nhà cao 5 tầng này đang trong quá trình bị phá dỡ, bê tông đổ xuống đoạn đường ở khu vực lân cận, chôn vùi chiếc xe bus đang đậu ở một điểm dừng gần công trường. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết 8 người được cứu sống nhưng đều bị thương nặng. Toàn bộ 9 người thiệt mạng trong vụ việc đều là hành khách có mặt trên xe bus khi vụ việc xảy ra. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm xem liệu có nhân viên công trình hoặc người đi bộ nào có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát hay không. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ sập nhà này. Cây cối bị hư hại ở thủ đô Moscow của Nga được xử lý bằng một cách thức độc đáo. Các họa sĩ tình nguyện vẽ lên chúng những bức tranh đầy màu sắc. Bản tái tạo bức tranh cô gái trên quả bóng của danh họa Pablo Picasso giờ đây có thể được nhìn thấy ở một nơi rất khác thường, trên một cái cây ở công viên. Dự án Park Art được phát động vào năm 2016 nhờ Mosfri Roda, một tổ chức môi trường nhà nước chăm sóc các khu cây xanh ở Moscow. Các nhân vật trong thế giới động vật là phù hợp nhất với môi trường tự nhiên. Tôi đang vẽ những con sóc ngạc nhiên ló ra khỏi các cây này. Kể từ khi bắt đầu dự án, khoảng 200 bức tranh đã xuất hiện trên khắp 13 công viên ở Moscow với các chủ đề khác nhau, từ phong cảnh và động vật đến các bản sao tranh của Van Gogh, Degas và Matisse. Khu rừng được trang trí thêm, tôi thực sự thích ý tưởng này, rất thú vị. Các tác phẩm được thực hiện bằng sơn acrylic, chúng an toàn với cây và làm một lớp bảo vệ bổ sung cho những cây bị hư hại, ngăn không cho các lỗ hổng phát triển lớn hơn, giúp kéo dài tuổi thọ của cây. Bản ghi chép bằng tay của ca sĩ Mỹ, người nhận giải Nobel Văn học năm 2016, sẽ được đấu giá ở Los Angeles cuối tuần này. Hiện vật này là bản nhá Bob Dylan dùng để viết những giai điệu mở đầu bài hát gắn liền với tên tuổi của ông, Lay Lady Lay. Được viết tay năm 1968, bản chép tay có giá ước tính là 700.000 đô la, nhưng theo các chuyên gia tại phiên đấu giá, nó có thể vượt qua mốc 1 triệu đô la. Ghi chép bằng tay liên quan đến lời bài hát Lay Lady Lay. Ông ghi chú bên cạnh lời ca, trong đó có cách phối âm. Đó là lúc ông đang sáng tác ca khúc này. Lay Lady Lay là một trong những bài hát mang tính biểu tượng của văn hóa pop Mỹ. Bài hát được phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều hiện vật khác có liên quan đến âm nhạc, trong đó có cây guitar của ca sĩ Prince. Một bức tranh của ca nhạc sĩ Kurt Cobain cũng sẽ được đấu giá trong phiên cuối tuần này ở Los Angeles. Trở lại với tin văn hóa trong nước, hàng năm cứ vào dịp Tết Đoan Ngọ, làng nghề bánh ú nước tro tại huyện Châu Thành, Sóc Trăng lại tất bật. Nghề truyền thống không chỉ giúp nhiều hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập mà còn gìn giữ phát huy nét văn hóa ẩm thực lâu đời của ông bà xưa truyền lại.
Muốn làm được bánh ngon á là mình phải chọn kỹ, là từng ủa là phải đậu không có được lộn, cho đem đi quậy rồi lấy cái nước trong đó ngâm với nếp, là ngâm khoảng 2 ngày. Rồi xong rồi mình mới rửa lại, rửa chừng 7-8 nước gì đó, rồi để cho nó ráo, rồi đem đi gói. Bánh ngon cũng phần lớn là do lá nữa đó. Để đảm bảo an toàn thực phẩm á, thì nguyên liệu của mình á là phải đảm bảo xuất xứ rõ ràng. Nhiều, rất là nhiều công đoạn, cái khâu giúp cũng rất là quan trọng. Có nghĩa là mình giúp á, mà thí dụ mình giúp chưa tới đó thì nó bị đắng, còn tới quá nó bị lạ. Rồi còn khâu nhân á, thì mình đi xào. Nghề truyền thống này thì đã có từ năm 1951. Thì trong thời gian tới, Ủy ban dân xã cũng sẽ tiếp tục vận động các hộ duy trì sản xuất, đồng thời cũng đổi mới thêm cái dây chuyền công nghệ. Đêm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp hủy bỏ các lệnh cấm từ thời chính quyền của Donald Trump đối với các ứng dụng TikTok và WeChat. Sắc lệnh mới của ông Joe Biden đã loại bỏ việc cấm các ứng dụng như TikTok, WeChat và Alipay khỏi kho ứng dụng cho người dùng Mỹ hay ngăn cản chúng hoạt động tại lãnh thổ nước này. Tác động lớn nhất của các lệnh cấm có từ thời ông Donald Trump và là hàng loạt vụ kiện được đệ trình lên tòa án Mỹ. Thay vào đó, Tổng thống Biden đã chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại điều tra các ứng dụng có liên hệ với nước ngoài có thể gây rủi ro cho quyền riêng tư dữ liệu của Mỹ hoặc an ninh quốc gia. Thưa quý vị, bản tin sáng ngày 10 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết có 70 ca mắc mới COVID-19 tại 5 tỉnh, thành phố, trong đó 4 ca nhập cảnh cách ly ngay, 66 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh có số ca mắc nhiều nhất với 26 trường hợp. Đến sáng nay, Việt Nam đã có 9.635 bệnh nhân. Thưa quý vị, chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.